Hello, cô xin chào tất cả các bạn nha. Rồi, hôm nay mình sẽ học về either các bạn nha. Cùng cô tìm hiểu nội dung bài ngày học ngày hôm nay ha. Rồi, về phần either thì cô cũng sẽ giới thiệu về cái cách dùng của either ha. Thứ hai là cô sẽ đi về cấu trúc. Cô cũng sẽ chia 3 phần ra cho các bạn dễ nắm nè. Với động từ to be, với động từ thường và với modal verb. Rồi, mời các bạn đi đến mục số 1, đó chính là cái cách sử dụng của either. Rồi, các bạn ơi, khi mà các bạn nói chuyện với một người hay là nhiều người hay là nhiều người nói chuyện với nhau á, mà mình sẽ cùng cái quan điểm ha, the same idea, mình sẽ cùng quan điểm với nhau, nhưng mà cái quan điểm này đang nói về những cái vấn đề nó phủ định ha, nó phủ định, thì mình sẽ sử dụng either, ok? Rồi, chúng ta lưu ý cho cô một điều là sẽ không sử dụng either trong câu gì? Câu khẳng định ha, bởi vì nó đang cùng quan điểm về những cái quan điểm phủ định mà ha. Rồi, tiếp đến thì cô mời các bạn đi đến phần cấu trúc. Rồi, cấu trúc thì cô có hai cái cấu trúc. Các bạn lưu ý giùm cô ha. Rồi, either nó đang là cái mình đang sử dụng trong cái dạng câu phủ định đúng không? Thì chắc chắn là cái câu đầu của mình sẽ mang phủ định, là chủ ngữ đi với động từ ở dạng phủ định nè, not ha, có not và cộng cho thông tin. Rồi các bạn lưu ý cho cô nè, để tách biệt hai cái câu ra thì cô sẽ sử dụng dấu chấm ha. Rồi vế sau đây sẽ là vế của either ha. Cô có chủ ngữ cộng cho động từ gì? Động từ trợ động từ, người ta gọi là động từ bổ trợ các bạn, nhưng mà nó phải có not, tức là nó đang ở dạng phủ định ha, rồi tới dấu phẩy và cuối cùng mới là cái chữ either ha. Rồi cấu trúc ở dưới cũng tương tự, nhưng mà cô thay dấu chấm này bằng dấu phẩy và thêm cái chữ and vào để nối hai câu lại. Rồi các bạn lưu ý giùm cô nè, hãy nhớ là chữ either này nó sẽ luôn luôn đứng ở phía cuối của câu. Các bạn thấy không? Either nè, đứng cuối thôi, chứ nó không có chạy đi đâu hết các bạn nha. Rồi, mình sẽ dựa vào cái chủ ngữ thứ hai là chủ ngữ trong mệnh đề either để mà mình lựa chọn được những cái động từ bổ trợ này sao cho nó hợp lý nhất ha. Thì cô cũng sẽ chia thành 3 dạng là either với be, either với động từ thường và either với modal verb luôn. Rồi đầu tiên là mình sẽ đi về be trước nha. Rồi, be ở những cái dạng khẳng định, ở những cái dạng hiện tại thì mình sẽ gặp nó trong gì các bạn? Trong thì hiện tại đơn nè, hiện tại tiếp diễn, be going to, bị động với lại thì hiện tại tiếp diễn và bị động với thì hiện tại. Hiện tại đơn và bị động với thì hiện tại tiếp diễn nha. Rồi, vậy thì các bạn nhìn vô công thức của cô. Cô có chủ ngữ nè, đi với be not là phủ định của to be đó. Rồi, cộng cho thông tin, rồi tới dấu chấm ha. Rồi, chủ ngữ đứng đầu, cộng cho be not là to be ở dạng phủ định và cuối cùng là either. Rồi, công thức ở dưới mình cũng tương tự luôn. Rồi, cô có lưu ý cho các bạn là be not là cái gì ha. Be not sẽ là am not, hoặc là isn't, hoặc là aren't. Rồi, các bạn lưu ý cho cô nè. Ở đây be not thì nó sẽ phụ thuộc vào cái chủ ngữ phía trên. Còn be not ở đây nó sẽ phụ thuộc vào cái chủ ngữ này. Các bạn nhớ giùm cô nha, đừng có lẫn lộn. Ở trên đây xài sao, ở dưới đây xài như vậy là sai đó nha. Rồi, cô mời các bạn đi đến ví dụ đầu tiên với thì hiện tại đơn ha. Rồi, Mary nói gì nè? This river isn't clean. This river isn't clean ha. Mary nói là cái con sông này á, nó không có được sạch ha. Rồi, Linda nói là that river isn't either. That river isn't either ha. Con sông kia cũng vậy luôn, được chưa? Rồi, cô có this river là một dòng sông, thì cô đi với be not ở đây là isn't ha. Rồi, trong câu either thì các bạn sẽ có dạng phủ định của động từ to be là isn't, bởi vì that river nó là chủ ngữ số ít. Ok.
Rồi tiếp theo mình đến với thì hiện tại tiếp diễn ha. Lily nói gì đây? Nick isn't wearing the uniform. Nick isn't wearing the uniform ha. Nick đang không có mặc đồng phục ha. Rồi May nói gì? Ann and Billy aren't either. Ann and Billy aren't either. À, May nói là bạn Ann và bạn Billy á, cũng không có đang mặc cái đồng phục luôn ha. Rồi ở đây cô có chủ ngữ là Nick, một người, cô đi với isn't ha. Rồi còn ở dưới thì cô có chủ ngữ là Ann và Billy là hai bạn đúng không? Thì cô sẽ đi với phủ định là aren't ha. Rồi tiếp theo mình đến be going to. Richard nói my kids aren't going to travel to Japan this summer. Ha. My kids aren't going to travel to Japan this summer. Ha. Richard nói là mấy đứa nhỏ nhà tôi á sẽ không đi du lịch đến Nhật Bản vào mùa hè này. Ha, không đi du lịch ở Nhật Bản vào mùa hè này, chọn một cái chỗ khác để đi ha. Rồi, Nick nói gì đây? My kids aren't either. My kids aren't either. À, Nick nói là con trai, những đứa con trai của tôi, những đứa con của tôi cũng vậy luôn ha. Rồi ở đây cô có my kids là chủ ngữ số nhiều đúng không? Thì cô sẽ đi với aren't. Rồi trong câu either các bạn nè, my kids là chủ ngữ số nhiều nên cô cũng đi với aren't luôn ha. Rồi cô đến phần bị động với thì hiện tại đơn. Melissa nói gì đây? Betty isn't taken to school by her father. Betty isn't taken to school by her father. À, Melissa nói là Betty không được đưa đến trường bởi cha của cô ấy. Rồi, bạn Tim nói là I am not either. I am not either. À, bạn Tim nói là tôi cũng vậy luôn. Rồi, chủ ngữ của cô Betty là số ít đúng không? Cô sẽ dùng với isn't. Còn ở dưới đây chủ ngữ của cô là I nè, thì cô phải đi với am not. Nha, sự khác biệt nằm ở chủ ngữ ha, chủ ngữ của hai câu. Rồi tiếp theo là câu bị động với thì hiện tại tiếp diễn. Cô có Ben nói gì đây? My car isn't being fixed now. My car isn't being fixed now ha. Ben nói là xe hơi của tôi á đang không có được sửa ha. Rồi bạn Tim nói my is not either. My is not either. Rồi chữ my ở đây thì cô viết tắt là my car ha. Rồi bạn Tim nói là xe hơi của bạn Tim á cũng vậy luôn ha. Rồi ở đây my car là số ít nè, cô sử dụng isn't ha. Còn my ở đây là my car luôn, là chủ ngữ thứ hai, cũng là số ít nên cô sử dụng là is not, hoặc các bạn có thể ghi là isn't cũng được ha. Rồi cô mời các bạn đi đến động từ to be ở cái dạng quá khứ ha. Cái dạng quá khứ thì các bạn sẽ gặp ở trong quá khứ đơn nè, quá khứ tiếp diễn, bị động với quá khứ đơn và bị động với quá khứ tiếp diễn. Và các bạn nhìn cho cô cái công thức. Cô có chủ ngữ đi với be not là cái động từ to be ở dạng phủ định. Mà ở thì quá khứ thì mình sẽ có wasn't hoặc là weren't đi với cái phần thông tin phía sau rồi tới dấu chấm. Tiếp đến là chủ ngữ mình sẽ đi với wasn't hoặc là weren't phẩy một cái tới either. Rồi chủ ngữ này nó sẽ quyết định wasn't hoặc là weren't ở đây nha. Rồi cái cấu trúc ở dưới cũng tương tự luôn. Rồi cô mời các bạn đi đến câu ví dụ nè. Cô có Sala nói my friends weren't interested in biology ha. My friends weren't interested in biology.
Bạn Sala nói là bạn của tôi á không có hứng thú với môn sinh học đó các bạn ha. Rồi bạn Philip nói như thế nào? Max wasn't either. Max wasn't either ha. Bạn Philip nói là bạn Max cũng vậy luôn, không có hứng thú với môn sinh ha. Rồi ở đây cô có my friends là chủ ngữ số nhiều nè, thì cô đi với lại weren't. Còn ở dưới đây Max có một người mà thôi đúng không các bạn, thì cô sẽ đi với wasn't ha, wasn't. Rồi ví dụ của cô có là quá khứ tiếp diễn, cô có Kim nói gì nè, Kim nói gì nè, we weren't studying at this time yesterday. We weren't studying at this time yesterday. Kim nói là chúng tôi đã không học vào lúc này ngày hôm qua ha. Rồi bạn Sheila nói là I wasn't either. I wasn't either ha. Sheila nói là tôi cũng vậy luôn ha. Rồi ở đây cô có we đi với weren't ha, còn I thì đi với wasn't ha, nó khác biệt rõ ràng bởi hai cái chủ ngữ khác nhau ha. Rồi, mình sẽ đến là bị động với quá khứ đơn trước nha. Anna nói, my bedroom wasn't painted by my dad. My bedroom wasn't painted by my dad. Ha. Anna nói là cái phòng ngủ của tôi á, thì chưa có được bố sơn. Ha, chưa có được bố sơn cho. Rồi, Pat nói gì nè? My wasn't either. My ở đây á, thì cô viết tắt của my bedroom các bạn nha. Rồi, Pat nói là phòng ngủ của chị cũng vậy. Hai chị em đang nói chuyện với nhau ha. Rồi, ở đây cô có my bedroom là một phòng ngủ đúng không? Thì cô đi với wasn't. Rồi, ở đây my thì cô viết tắt là my bedroom cũng là một phòng ngủ luôn. Nên cô sử dụng là wasn't. Ok. Rồi tiếp đến mình đi câu bị động với lại thì quá khứ tiếp diễn ha. Rồi Kate nói là my notebook wasn't being checked by Miss Chen. My notebook wasn't being checked by Miss Chen ha. Rồi Kate nói là gì nè? Cái tập của mình á đã không được kiểm tra bởi cô Chen ha. Rồi Rita nói là my wasn't either. My wasn't either. Rồi cái chữ my này thì cô viết tắt là my notebook. My notebook ha. Rồi Rita nói là tập của mình cũng vậy luôn ha. Rồi cô có my notebook là một quyển vở đúng không, một quyển tập đúng không, thì cô dùng là wasn't ha. Rồi ở dưới đây cũng vậy luôn, my notebook là một quyển vở, một quyển tập, thì cô vẫn đi với wasn't. Ok. Rồi các bạn ơi, ví dụ này cũng đã kết thúc phần 1 của chúng ta rồi. Bài học hôm nay cũng khá là thú vị phải không các bạn? Rồi các bạn ơi, trong quá trình mình học á, mình có những cái thắc mắc thì mình cứ việc liên hệ với trung tâm thông qua màn hình nha. Rồi cô rất là mong gặp lại các bạn ở những mục số 2 và mục số 3 của bài học Eder nha. Bye bye.